chào chú bác. Dạ, chào chị. Chú mua gà cho chị đi. Em mua con này ạ. Con này ngon lắm. Vâng ạ. Ấy khoan ạ, chị rửa dao và rửa thớt đi, thay nước, rửa lại gà rồi mới chặt. Không, chú bác sạch sẽ quá. Dạ. Trong số những con gà chị mổ, rất có thể có con bị nhiễm bệnh hoặc nhiễm giun sán. Nếu như không thay nước trước và sau khi mổ gà, sử dụng dao thớt sạch sẽ, thì rất có thể bệnh và giun sán sẽ dính hết từ con gà này sang con gà khác chị ạ. Chị mua gà từ lò mổ là tốt, nhưng lần sau tốt nhất ấy là chị bảo người ta mổ sẵn cho mình, lòng mề gói riêng lại, mang về đây chỉ việc rửa, chặt, vệ sinh hơn nhiều chị ạ. Em xin chị ơi, trước khi về mình có dọn dẹp không ạ? Qua loa rồi, mai lại bẩn chú ạ. Không khách hàng nào thích mua hàng ở một nơi bẩn thỉu mà bốc mùi cả. Vệ sinh sạch sẽ, tránh lây lan bệnh tật mà giữ gìn uy tín của quầy hàng mình. Để em giúp chị nhá. Chị ơi, tí nữa chị gói gà bằng lá chuối cho em. Em không dùng túi ni lông đâu, để bảo vệ môi trường. Vâng. Dạ, em cảm ơn. Sạch dao, sạch thớt, sạch bàn. Chỗ ngồi chưa sạch, chợ tan chưa về. Em gửi chị. Em về đây ạ. Cảm ơn chú, chào chú.